Mến chào tất cả quý vị trên kênh du lịch ẩm thực cùng Laura. Các món ăn được nấu với thịt vịt như vịt nấu chao, cháo vịt, bún vịt, vịt nướng, vịt quay, vịt kho gừng, vịt nấu mang, vân vân. Tất cả các món ăn đó đều không xa lạ gì với người Việt Nam mình. Nhưng mà hôm nay thì Laura sẽ giới thiệu đến quý vị một món ăn với thịt vịt vô cùng độc đáo. Rất ít người biết cách nấu món ăn này. Nghe qua có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng nếu mà quý vị yêu thích những món ăn có sự kết hợp giữa vị mặn và ngọt, tương tự như món thịt kho caramel, thì đây là món ăn không thể bỏ qua. Hãy cùng khám phá món thịt vịt nấu vani vô cùng độc đáo với Laura nhé. Nguyên liệu nấu cho 8 người gồm có 8 đùi vịt, hoặc mọi người có thể mua nguyên con vịt và chặt ra những miếng lớn. Mình rửa sạch thịt vịt và lau khô. Đường đỏ hoặc đường trắng đều được nha. Mình sẽ nấu bằng nước tương Maggi, không sử dụng muối trong công thức này. Một củ hành tây cắt làm đôi. Một củ gừng lớn đập dập khoảng 80g. Hai cây vani và 4 cái đinh hương. Mình tạo hai cái lỗ để ghim cái đinh hương vô củ hành này. Lấy một cái thau lớn để thịt dịch vô, mình sẽ ướp vào đây là 6 muỗng canh nước tương Maggi, 3 muỗng canh đường. Còn nếu như mà mình thích ngọt như món thịt kho caramel thì mình để 4 muỗng canh đường nhé, tùy khẩu vị gia đình mỗi người. Cắt vani theo chiều dọc. Mình trộn hết lên cho gia vị thấm đều vô thịt ha. Mọi người biết không, thường thì Lara mua đùi vịt nó sẽ mắc hơn là nguyên một con vịt. Vậy mà bây giờ thì giá đùi vịt và nguyên một con vịt lại có giá bằng nhau. Vậy thì nên mình mua thịt đùi vịt ăn ngon hơn. Vật giá leo thang khắp nơi trên thế giới, cho nên giá đùi vịt hôm nay mình mua cũng lên giá rất là nhiều. Hồi trước Lara mua chỉ có 6,5€ một kg, còn bây giờ là 10€ một kg thịt đùi vịt đó mọi người. Sau khi trộn tới trộn lui thì thịt vịt nó cũng chóng mặt, cho nên giờ mình cho nó nghỉ khoảng 30 phút nhé. Đùa mọi người chút cho vui, mình cho thịt nghỉ khoảng 30 phút trước khi đem đi nấu nha. Cho vào chảo một ít dầu để chiên vàng lớp da vịt cho đẹp. Để lửa trung bình nhỏ khoảng số 6, vì khi chiên nó sẽ văng dầu dữ lắm đó mọi người. Lớp da vịt được chiên vàng như thế này là ok nè. Lấy một cái nồi lớn để nấu, cho hết chỗ dầu hồi nãy mình chiên đổ vô đây luôn nha. Cho tất cả thịt vào nồi, đổ vào thau 1,5 lít nước để lấy hết gia vị còn sót lại trong thau. Sau đó đổ hết nước này vô nồi để nấu. Cho thêm 4 muỗng canh nước tương Maggi. Vậy là mình sử dụng tổng cộng là 10 muỗng canh nước tương Maggi cho 8 đùi vịt và 1,5 lít nước. Đậy nắp lại và mình nấu ở lửa khoảng số 7 cho đến khi nước cạn là ok. Sau khoảng 2 tiếng thì món ăn đã hoàn thành. Món thịt vịt nấu vani với sự kết hợp của gừng, đinh hương, hành tây và vani đã tạo cho món thịt vịt này một hương vị vô cùng độc đáo. Đây là công thức của một bà cụ, nay đã không còn nữa, chỉ cho Laura. Con cảm ơn cụ nhiều lắm vì lần đầu tiên nếm thử món ăn này. Cách đây cũng hơn 15 năm đó, Laura đã vô cùng thích thú và cả bây giờ các con của Laura cũng vậy. Đây thật sự là một sự kết hợp hoàn hảo của các gia vị cho món thịt vịt này. Laura chúc tất cả mọi người làm thành công món ăn độc đáo này nhé. Bấm một nút like và một đăng ký để ủng hộ Laura. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!